phần hướng dẫn cách lấy công trình từ Excel nâng cao. Hôm trước thì tôi đã hướng dẫn việc lấy cái file công trình từ bên Excel, mà trong cái công trình đó trên file Excel gốc ấy, nó chỉ có các cái đầu việc là các cái đầu mã A, ví dụ AF.11124 đến đây. Đấy, là nó tương ứng với cả cái đơn giá phần xây dựng như thế này. Đấy. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp là việc lấy dữ liệu từ Excel, nhưng mà trong cái file Excel gốc đó nó có cả phần xây dựng, cả phần lắp đặt mã B, ví dụ như là BA.160109 ở đây. Đấy. Và cả mã phần khảo sát, mã C, ví dụ như là CA.01102 ở đây. Đấy. Cách lấy thì cũng tương tự, nhưng mà có một số lưu ý. Chúng ta có thể bắt đầu. Chúng ta vào từ menu công trình, tiếp theo lấy công trình từ Excel. Tiếp theo chúng ta chỉ ra cái file Excel đó, cho Open. Chúng ta có thể chỉ ra các cột dữ liệu từ Excel như hôm qua, như hôm trước tôi đã hướng dẫn, và hoặc là chúng ta chọn cái kiểu đã có sẵn. Vì file này là file đã có sẵn, cho nên là tôi chọn cái kiểu dự toán 97 như thế này. Đấy. Tiếp theo tôi chọn cái bảng tiên lượng là bảng dự toán. Chọn phông chữ là phông chữ tiêu chuẩn 53 ABC ở đây, và có lấy giải khối lượng, chấp nhận. Ở đây tôi cũng xóa đi một hai dòng mà bên Excel nó thừa ra thì chúng tôi xóa đi. Ở dưới này có một số dòng thừa tôi cũng xóa đi. Rồi. Bây giờ tôi chuyển sang bên sheet giá tháng. Chuyển sang bên tổng hợp vật tư. Có một điểm khác biệt ở đây, bên tổng hợp vật tư thì đáng ra phải phân tích ra các loại vật liệu, nhưng ở đây lại G8 lại phân tích ra các công tác mà mã chính là mã phần lắp đặt như là BA.16109 ở đây. Đấy. Và phân tích ra các phần mà mã C là mã khảo sát chính là các công tác ở đây. Đấy. Và cuối cùng nó phân tích các vật liệu ứng với phần xây dựng. Tại sao như vậy? Bởi vì như thế này, chúng ta chuyển sang bên sheet công trình cho thấy rõ. Tại thời điểm lấy thì tôi chọn là đơn giá 56 phần xây dựng như chúng ta nhìn thấy ở đây. Đấy, 56 phần xây dựng như thế này. Thì G8 chỉ lấy được, tra được định mức cho những cái công tác phần xây dựng mã A như thế này. Đấy. Cho nên với những mã B và mã C ở đây thì G8 chưa tra được định mức cho nó. Cho nên chúng ta sẽ làm thêm một thao tác phụ như sau. Chúng ta chọn cái phần đơn giá ở đây. Chúng ta chọn phần lắp đặt. Ví dụ đơn giá số 56 Hà Nội phần lắp đặt như thế này. Đấy. Sau đó chúng ta vào menu công trình, chúng ta chọn menu chuyển đổi đơn giá. Sau đó chúng ta chọn yes. Ok. Bây giờ chúng ta kiểm tra bên tổng hợp vật tư. Như vậy chỉ còn lại mã C là phần lắp đặt là chưa được tra được định mức thôi, còn các mã B thì đã được tra các cái phần vật liệu như dây dẫn điện vân vân ở đây, các loại ở đây. Đấy. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại để tra nốt các cái công tác mà mã C phần khảo sát như này. Chúng ta chuyển lại công trình, chúng ta chọn phần đơn giá phần khảo sát, đây chính là đơn giá số 56 phần khảo sát. Đấy. Bây giờ chúng ta lại vào menu công trình, chuyển đổi đơn giá lần nữa, chúng ta chọn yes. Ok. Và bây giờ chúng ta chuyển qua các sheet, chúng ta kiểm tra xem thế nào. Ví dụ các công tác mã A tức là phần xây dựng đã phân tích ra bình thường. Đấy. Công tác mã B, phần lắp đặt điện nước trong nhà cũng đã phân tích ra vật liệu vật liệu nhân công máy như bình thường. Đấy. Các cái công tác mã C, phần khảo sát cũng đã được phân tích ra các cái vật liệu như là paraffin, hộp tôn, rồi là hộp gỗ, vân vân thì đã phân tích ra như bình thường. Chúng ta chuyển qua tổng hợp tư, chúng ta kiểm tra. Như vậy bây giờ G8 đã phân tích tất cả những cái mã vật liệu tương ứng với phần xây dựng, mã vật liệu ứng với phần khảo sát, mã phần vật liệu ứng với phần lắp đặt ở đây rồi, đầy đủ cho tất cả chúng ta. Như vậy không còn một cái mã nào mà mã ở đây trùng với cả mã công tác ở đây. Đấy. Điều đó chứng tỏ rằng là G8 đã phân tích, đã tra được toàn bộ định mức tất cả công tác từ mã A phần xây dựng, mã B phần lắp đặt và mã C phần khảo sát cho toàn bộ cái công trình hiện hành của chúng ta ở đây. Đấy. Giờ chúng ta chuyển qua các sheet khác để chúng ta kiểm tra. Và G8 đã tính toán cho chúng ta như bình thường, như chúng ta nhìn thấy ở đây. Tổng hợp chi phí dựng, tổng hợp dự toán toàn bộ công trình, các chi phí quản lý dự án, tư vấn, khảo sát, rồi là lập báo cáo kinh tế kỹ thuật vân vân, chuyển qua dự thầu. G8 cũng đã tính hết cho chúng ta
các công tác mã A ở đây. Đấy. Rồi mã B ở đây. Đấy. Rồi mã C ở phía dưới. Đây, ví dụ như thế này. Đấy. Và phần dự thầu cũng đầy đủ. Chúng ta kiểm tra đây, mã A, mã B ở đây và mã C ở đây. Tất cả thành tiền cuối cùng này. Như vậy, chúng ta nhắc lại cái quy trình. Theo tôi thì trước khi mà lấy công trình từ Excel, có lẽ chúng ta nên chọn cái phần đơn giá phần xây dựng. Bởi vì số lượng các cái công tác mà ứng với phần xây dựng mã A, theo tôi sẽ là thông thường đấy, ở các công trình sẽ là chiếm tỷ trọng nhiều hơn các mã khác. Sau đó chúng ta vào công trình, lấy công trình từ Excel. Sau đó chọn ra Excel xong, thì G8 lấy xong thì chúng ta nên là vào tiếp phần lắp đặt như thế này. Sau đó chúng ta vào công trình chuyển đổi đơn giá. Tiếp theo chúng ta lại vào phần khảo sát. Nếu như công trình này có khảo sát, chúng ta vào tiếp công trình chuyển đổi đơn giá và chúng ta chọn yes một lần nữa. Thì như vậy thì G8 sẽ lấy tra định mức cho chúng ta hoàn toàn tất cả các công tác. Đấy. Tuy nhiên đây là trường hợp ứng với cái công trình mà có rất nhiều đầu mã khác nhau, ứng với các cái bộ sách đơn giá định mức khác nhau. Còn đối với những cái công trình mà nó chỉ có một loại đầu mã, ví dụ như chỉ có phần lắp đặt hoặc chỉ phần xây dựng không, thì chúng ta không phải làm những thao tác như vừa rồi. Cái phần hướng dẫn lấy công trình từ Excel phần nâng cao tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.